Em bị viêm dạ dày có vi khuẩn HB. Chữa 15 năm bằng thuốc Tây bị tái đi tái lại. Mong anh tư vấn. Đây là câu còm rất là hay. Cơ thể chúng ta được ví như một ngôi nhà mới xây. Khi mở cửa đón khách cũng như là cách ăn uống thì có cả chuột nó vào. Nhưng vì là ngôi nhà mới xây rất sạch sẽ, không có rác, không có thức ăn thừa. Chính vì vậy con chuột nó vào, nó phải đi ra chỗ khác. Một ngày đẹp trời, tự nhiên có chuột ở trong nhà sinh sôi nảy lở ở trong đó, thì chúng ta có xu hướng mua mèo về để diệt chuột. Con mèo ở đây được ví như dùng kháng sinh, con chuột ở đây được ví như là vi khuẩn Helicobacter pylori. Thế thì con mèo nó diệt chuột, đương nhiên nó bắt được mà. Đầu tháng nó ăn đầu, giữa tháng nó ăn giữa, cuối tháng nó ăn đuôi. Còn chỗ khác thừa nó cũng giấu ở đâu đó, nó cũng gây thôi hôi thối ra. Hoặc cho ăn thuốc chuột, vì là con chuột thức ăn của nó có độc, nó vẫn ăn nhưng nó chết, nó không nằm ở một chỗ nó chết, nó rúc ráy vào khe kẽ ở chỗ nào đó nó chết, cũng làm hôi thối và càng nguy hiểm hơn. Vậy thì quay ngược lại vấn đề cơ thể của anh chị, khi mà anh chị có vi khuẩn Helicobacter pylori thì các anh chị dùng những cái kháng sinh, nó có mà kháng sinh điều trị được, tetracycline, amoxicillin, đấy là những cái kháng sinh có thể điều trị được để được vi khuẩn HP. Rồi những cái dòng để giảm axit xuống như là omeprazole, lansoprazole, rất nhiều dòng. Rồi những cái dòng để kháng gọi là dạ rồi tráng lòng trong của dạ dày như là maloc rồi gastrofungin hoặc là actavungin cũng hỗ trợ điều trị, hoặc noyen cũng hỗ trợ được. Nhưng vì sao cứ bị đi bị lại như này? Đây là cái vòng xoắn này. Khi các anh chị bị viêm hoặc là bị có dấu hiệu của cái vi khuẩn Helicobacter pylori thì các anh chị dùng kháng sinh. Kháng sinh đây này nhiễm vào gan, làm gan nó nóng lên. Trong đông y thì coi dạ dày như cái nồi cơm đang bị viêm nhiễm sôi sùi ngục 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 lên, thì lấy nước dội vào cái, nước lạnh dội rồi thì nó giảm ngay. Tuy nhiên là cái gan can khí uất kết nó nóng thực nhiệt ra, nó vẫn sinh ra nhiệt, nó làm cho cái nồi cơm một ngày nào đó nó lại sủi ngục ngục lên và nó gây viêm đi viêm lại. Thế thì đông y coi nó chỉ đơn giản thế thôi. Khi mà làm sạch cái ngôi nhà đi, làm sạch cơ thể của anh chị đi, thì tự nhiên con HB đấy nó không có môi trường, một là cắn mũi tự tử, hai là nó chết hàng loạt, vì nó không có môi trường nó tự nhiên nó chết. Nó chỉ đơn giản là không còn môi trường nữa, môi trường không phù hợp với nó nữa thì tự nhiên nó sẽ chết. Ví dụ như là các anh chị có thể dùng, một là cà gai leo, hai là xạ đen, ba là đỗ đen xanh lòng. Đương nhiên nếu có điều kiện thì dùng cái tiêu giao tán của phòng khám thì nó siêu tốt rồi. Đấy, hỗ trợ điều trị. Trong đó có cả những cái dòng thêm nữa, những dòng như là vị quản mộc, nó là hỗ trợ trực tiếp điều trị vào dạ dày để nó điều trị nó, bởi vì nó có những cái kháng sinh rất nhẹ như kháng sinh bằng đông y. Nó luôn là kháng sinh, đây là kháng sinh bằng đông y chứ không phải kháng sinh bằng hóa chất. Chính vì kháng sinh bằng đông y cho nên không gây hại cho gan. Ví dụ như khương hoạt, độc hoạt, phong phạm, à quên xin lỗi, tam hoàng, hoàng cầm, hoàng bá, hoàng kỳ là những cái hoàng ấy, cái màu vàng ấy, là những cái dòng kháng sinh rất là tốt, lành tính. Hoàng liên rất tốt để điều trị vi khuẩn HB nhưng nó lại không nóng gan như thế nào, bởi vì nó là thảo dược. Nhớ nhé, với tất cả quý vị các anh chị, những người mà không may bị viêm dạ dày có vi khuẩn HB hoặc các chứng bệnh liên quan dạ dày thì có 5 yếu tố quan trọng nhất các anh chị cần phải thay đổi. Một là uống đủ nước giúp gan tốt hơn, làm việc tốt hơn. Hai là ngủ sớm cũng giúp gan tốt lên. Ba là ăn uống đạm bạc cũng giúp gan sơ tiết tốt hơn. Và bốn là gì? Bốn là tập thể dục
cũng giúp cơ thể hành khí hoạt huyết, trong đó có gan cũng giải độc tốt hơn. Và cuối cùng yếu tố thứ 5 là yếu tố tâm sinh lý, yếu tố tinh thần, phải có tinh thần lạc quan. Và cái đặc biệt là gì? Đông y không nhanh 3-6 tháng, thậm chí 9 tháng nó mới ổn định được, chứ không bao giờ nhanh. Đông y uống hôm nay ngày mai khỏi, xem lại. Đặc biệt các bệnh xương khớp nhé, bệnh dạ dày có nhiều người uống cái thì bởi vì nó có hợp thì nó đỡ rất là nhanh, nhưng riêng xương khớp uống hôm nay ngày mai hoặc là tí nữa đỡ ngay, xem cái thằng ấy mắc dậy hay không. Khuyên tất cả quý vị các anh chị thực hiện đúng 5 lời khuyên: uống đủ nước, ngủ sớm, ăn uống đảm bảo, tập thể dục điều độ, và cuối cùng tinh thần thoải mái, thì bệnh tiêu hóa rất dễ chữa. Xin chào.